Cô nhóc này vô cùng đáng thương, năm 3 tuổi thì tận mắt chứng kiến mẹ ruột bị bắn chết, 8 tuổi lại bắt gặp mẹ nuôi đâm ngỏ người ta. Suốt tuổi thơ của cô bé luôn là những tháng ngày theo người thân trốn chạy, nhưng càng lớn Lisa càng khao khát có được cuộc sống bình yên như những người bạn khác. Vậy rốt cuộc mẹ của cô bé là ai và đang phải đối mặt với mối nguy hiểm gì? Liệu tương lai Lisa có thể có được cuộc sống bình yên như bao bạn trẻ khác? Vua phim hay xin mời các bạn xem hết video này nhé! Mẹ nuôi Lisa tên là Hannah, cũng là trẻ mồ côi ngay từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên cô tham gia huấn luyện với ao ước trở thành một cảnh sát, thành tích học tập luôn thuộc top đầu. Mọi hình thức huấn luyện đều hoàn thành cách xuất sắc, vô tình khiến một bạn học ghen tị và gây sự. Trong lúc nóng giận Hannah vô tình khiến anh ta bị gãy mũi, kết quả cô bị đuổi khỏi trường. Nhưng trước khi rời đi, một nhân viên cấp cao trong cục tình báo đã mời cô gia nhập đội, đề nghị Hannah xâm nhập và làm gián điệp trong một đường dây chuyên trộm cướp. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, thì cô sẽ được đặc cách trở thành nhân viên chính thức trong cục tình báo. Đầu tiên ông ta sắp xếp cho Hannah một thân phận mới, sau đó huấn luyện một số mánh khóe cần thiết để hòa nhập. Cuối cùng mở đường cho Hannah tiếp cận và lấy lòng tin của một người trong băng đảng kia nhờ khả năng lái xe siêu đỉnh và bản tính gai góc bất cần vốn có. Hannah nhanh chóng để lại ấn tượng tốt với băng cướp, tuy nhiên cô đợi đến tận 2 tuần vẫn chưa thấy họ phản hồi. Đang khi tưởng chừng đã bị loại, thì băng nhóm kia lại chủ động tìm đến cô. Chúng cần một tay lái giỏi để thực hiện phi vụ lớn. Ngày đầu tiên gia nhập, Hannah đã được mẹ đẻ của Lisa lựa chọn. Cô ấy muốn Hannah hỗ trợ mình cướp một con gấu bông cho con gái nhỏ trong ngày sinh nhật. Hannah vô cùng ấn tượng với tình yêu cô ấy dành cho Lisa, vậy nên trong thâm tâm có đôi chút giằng co về việc bán đứng họ, còn thường xuyên giúp tóc trắng trông coi con gái nhỏ. Tóc trắng dần có cảm tình và tin tưởng Hannah. Cô luôn bênh vực Hannah mỗi khi Hannah bị đồng bọn nghi ngờ, còn tâm sự muốn làm một vụ cuối, sau đó sẽ rửa tay tìm một nơi bình yên sống với con gái nhỏ. Những lời tâm sự này càng khiến Hannah thêm áy náy. Tuy nhiên sự việc diễn ra quá nhanh không cho cô nhiều thời gian đắn đo. Hannah nhận nhiệm vụ lái xe cho toàn đội, những người khác xâm nhập khống chế và cướp số vàng. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, thế nhưng cảnh sát lại xuất hiện đúng thời điểm. Hannah là người mới lập tức bị đồng bọn nghi ngờ, tuy nhiên tóc trắng đã ra sức bảo vệ cô khỏi những người kia. Có điều sau đó Hannah vẫn bị lộ thân phận. Khi thấy tóc trắng ngã xuống, Hannah vô cùng cắn rứt nên quyết định mang theo con gái của cô ta. Cô không chọn quay lại cục tình báo làm việc, mà âm thầm đưa Lisa đến một nơi khác sinh sống. Hannah thay đổi toàn bộ giấy tờ và sống với một thân phận hoàn toàn khác, luôn cố gắng ẩn mình để Lisa có được cuộc sống bình yên. Không ngờ đến năm Lisa lên 8 tuổi, trong một lần đi siêu thị, cô bỗng phát hiện nền nhà có vết máu. Hannah lần ra xem thì thấy các nhân viên đang bị khống chế bởi hai tên cướp. Cô vội sắp xếp chỗ trốn cho con gái rồi nấp vào một kệ hàng. Không ngờ Lisa vô tình để rơi một quả cam đến chân tên kia. Ngay khi Lisa sắp bị lộ, Hannah vội dụ hắn lại phía mình và đánh lén. Tuy nhiên tên này khá mạnh, bất đắc dĩ cô đành lấy cây xiên bên cạnh đâm liên tiếp vào đùi anh ta. Tiếp đó hai người giằng co một khẩu súng, cuối cùng tên đó bị hạ gục. Nghe tiếng động tên đồng bọn cũng tìm đến, may mắn tiếng còi cảnh sát vang lên khiến hắn bỏ chạy. Lúc này Hannah mới lột mặt nạ của tên kia ra, không ngờ hắn lại nhận ra Hannah ngay lập tức. Thì ra tên này là người của băng nhóm năm xưa. Hannah sợ hành tung của mình bị lộ nên đêm đó cô lẻn vào bệnh viện âm thầm cho hắn tắt thở. Hiện tại Hannah có một người chồng làm bác sĩ và một công việc giáo viên thời vụ. Cô rất sợ gia đình yên ấm bao năm cố gắng gầy dựng bị phá vỡ, vậy nên luôn cố gắng che giấu sự thật với chồng. Không ngờ ngày hôm sau đến lớp, cô mới biết hình ảnh của mình đã bị một tờ báo đăng lên với tiêu đề người phụ nữ dũng cảm đối đầu với tên cướp. Điều này khiến Hannah vô cùng hoảng sợ. Hôm đó trên đường về nhà, cô phát hiện bản thân bị theo dõi. Hannah vội tấp vào trạm dừng khiến chiếc xe đó phải rời đi. Cô ngỏ ý chuyển đến nơi khác sinh sống. Không ngờ Lisa lại phản ứng dữ dội. Cô bé chán ngấy với việc luôn phải làm quen với môi trường mới. Thấy vậy Hannah đành từ bỏ ý định này, thầm hy vọng thân phận mới có thể che đậy quá khứ. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, một người trong băng cướp đã tìm đến tận trường. Ban đầu Hannah cố gắng phủ nhận thân phận cũ, cơ mà người phụ nữ kia lại bất ngờ lấy dao tấn công dồn dập, buộc Hannah phải chiến đấu hết mình. Cô ta còn nói sẽ làm hại đến gia đình cô. Cuối cùng Hannah buộc phải đâm ngỏm người phụ nữ đó, đen đủi thay toàn bộ sự việc đã bị một cảnh sát thấy được. May mắn anh ta là bạn thân của chồng Hannah, không những không tố cáo còn giúp Hannah dọn dẹp hiện trường. Tuy giải quyết được sự việc trước mắt, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho những sóng gió sau này. Mấy ngày gần đây Lisa rất hay thấy hình ảnh một người giấu mặt đội sừng hươu nhìn chăm chăm vào mình. Tuy nhiên tính cách cô bé cứng cỏi nên không nói với ai. Tệ hơn là anh bạn cảnh sát cũng đang gặp rắc rối. Anh ta nhờ cô giúp đỡ một việc khá mạo hiểm, vì muốn trả món nợ hôm trước nên Hannah buộc phải nhận lời anh ta. Hannah nhận lấy một thiết bị theo dõi, lẻn vào nhà một kẻ nguy hiểm để gắn và cài đặt. Lẽ ra mọi việc rất suôn sẻ, không ngờ tên kia lại về sớm. Hannah bất đắc dĩ đành nhảy xuống biển trốn đi. Tuy thoát được trong gang tấc, nhưng bản thân cô đã rơi vào tầm ngắm của dân xã hội. Ngay ngày hôm sau anh bạn cảnh sát đã bị chúng bắt đi. Hannah lần theo định vị tìm đến cứu. Đó là một nơi vô cùng phức tạp và nguy hiểm.
Hana một mình lẻn vào hang ổ của chúng. Cô dùng dùi cui điện trích ngất tên to con nhất, sau đó hạ gục tên còn lại rồi cứu anh bạn kia. Khi chạy được ra bên ngoài lại chạm trán với một tên khó ăn khác, hai người phải rất vất vả mới thoát khỏi nơi này. Trên đường về, cô tấp vào một tiệm thuốc mua đồ băng bó. Không ngờ vừa quay ra thì bị tên trùng kia chụp ảnh, thì ra hắn cố tình thả rồi theo dõi hai người. Hana sợ hình ảnh của mình bị phát tán trên web đen nên đuổi theo, không ngờ anh cảnh sát lại đâm hắn ngòng củ tỏi. Cô vội lấy điện thoại của hắn rồi chuồn đi, cứ ngỡ vậy là xong chuyện, không ngờ lại phát hiện hắn đã gửi tấm ảnh kia cho trợ lý của mình. Hana đành tự tìm đến nơi ở của cô ta, đen đuổi thay gặp đúng lúc cô ta bị kẻ khác tấn công. Trong lúc vật lộn, Hana vô tình khiến chiếc vali đựng tiền của cô ta rơi tung tóe, vì sợ bị tóm nên vội vàng chạy đi. Cứ tưởng cô nàng sẽ biết ơn vì vừa được cứu mạng, không ngờ cô ta lại trách mắng Hana đã làm mất số tiền vất vả dành dụm suốt bao năm, đồng thời ép Hana trả lại số tiền tương ứng cho ả, nếu không sẽ gửi bức ảnh kia lên cho dân xã hội. Hana hết cách đành về nhà lấy hết đồ trang sức mình có đem bán, ngay cả chiếc vòng cổ mẹ để lại cũng không thể giữ lại. Sau đó lập tức đi tìm cô trợ lý kia, cơ mà vừa mới giao dịch xong thì phát hiện một đám xã hội đen đang đến gần. Hana đành phục kích từ trước hạ gục hai tên đầu tiên, sau đó chuồn ra. Không ngờ vừa chạy được vài bước à, trợ lý đã bị bắn gục. Hana phải vất vả lắm mới chạy được xuống sân, lại phát hiện trong súng chỉ còn một viên đạn duy nhất. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hana liều mạng bắn vào vết dầu dỉ rồi chạy đi. Những tên ở gần đều bị bén lửa quằn quại. Hana tiếp tục chạy bán sống ra đường cái, thấy cả hai đầu đều bị chặn, cô đành nhảy xuống một chiếc xe tải đang đi qua cầu. Tuy thành công thoát khỏi dân xã hội, nhưng Hana lại bị cú va chạm rơi xuống lề đường và ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, có vẻ người nào đó đã gặp và tốt bụng đưa cô vào đây. Thấy cảnh sát đang truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vừa rồi, Hana vội đóng giả làm y tá chuồn đi. Có điều chưa kịp ra đến bên ngoài đã bị một người phát hiện, cô vội băng qua hành lang nhảy thẳng xuống dưới. Đen đuổi thay bị một chiếc xe chặn lại, Hana tấn công chủ xe rồi nhảy vào phóng đi. Cơ mà cuộc rượt đuổi này không hề dễ dàng, có rất nhiều xe cảnh sát khác chặn đuổi tứ phía. Cũng may cô từng được huấn luyện chuyên biệt, cuối cùng cũng thành công khiến hai chiếc xe đối đầu đâm thẳng vào nhau. Hana trốn xuống gầm cầu gọi anh bạn cảnh sát đến đón. Khi trở về nhà đã thấy chồng đợi sẵn với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Anh biết Hana đang giấu giếm điều gì đó nhưng nhất định không nói cho mình nghe. Trong giây lát, Hana đã định nói ra tất cả nhưng cuối cùng lại bịa một lý do khác. Cô sợ gia đình yên ấm này sẽ tan vỡ khi anh biết mình bị lừa dối bao năm nay. Hana không muốn dây thêm vào rắc rối nên khuyên anh bạn cảnh sát dừng vụ điều tra các băng đảng lại. Tuy vậy, anh ta nhất định muốn làm đến cùng. Tối hôm đó, hai người đang nói chuyện điện thoại thì phát hiện bên anh bạn có biến. Hana vội bỏ mọi việc tìm đến nơi anh ta đang ở. Đúng lúc chứng kiến tên trùm băng đảng vừa xử lý xong phát súng cuối cùng, Hana không cẩn thận để bị phát hiện. Trong lúc chạy trốn, cô va phải tên cầm đầu. Không ngờ hắn lại là người quen. Trong lớp Hana có một cậu bạn cá biệt thường xuyên gây sự. Hana từng có quá khứ vất vả nên biết cách thuần hóa được cậu nhóc. Chính vì vậy mà bố cậu ta rất coi trọng và giao cho cô kèm cặp thêm. Không nghĩ ông ta lại chính là trùm băng đảng tội phạm. May mắn lần này ông ta âm thầm thả Hana đi. Tuy nhiên ngay ngày hôm sau, hắn đã cho người đến tận nhà Hana để cảnh cáo. Thêm vào đó, ông ta còn trực tiếp gặp mặt, đe dọa nếu Hana không yên phận thì người đầu tiên gặp nguy hiểm sẽ là con gái nhỏ của cô. An toàn của Lisa luôn được Hana đặt lên hàng đầu, nên cô cũng dự định im lặng mà sống. Có điều đúng thời điểm này một người phụ nữ xuất hiện, cô ấy chính là mẹ đẻ của Lisa, thì ra năm đó cô ấy cũng thoát chết. Tuy nhiên sau khi điều trị lại phải ăn cơm tù, vài tháng trước mới trốn ra trên đường di chuyển. Khi đọc được tờ báo kia, cô ấy liền tìm hiểu về Hana. Nỗi đau bị phản bội cùng những năm tháng chia cách khỏi con gái khiến lòng thù hận trong Katy ngày một lớn dần. Cũng may nỗi nhớ Lisa giúp cô ta kiềm chế lại. Việc đầu tiên khi tìm được Hana là yêu cầu cô dẫn mình đi gặp con gái. Hana đối với ai cũng có thể ra tay tàn bạo, nhưng người phụ nữ này dù có làm gì cô cũng không dám phản kháng. Chỉ là hiện tại cô đã coi Lisa còn hơn cả mạng sống mình, nên trước tiên cô dẫn Katy đến nơi chôn giấu số vàng năm xưa. Muốn dùng số vàng này vừa bù đắp vừa cầu xin Katy cho phép mình được bên cạnh con bé. Nếu bây giờ tách nhau ra, sợ con bé sẽ không chịu đựng nổi. Không ngờ Katy lại vô cùng dứt khoát tặng cho Hana một viên kẹo đồng, sau đó quay lưng rời đi bỏ mặc Hana chết dần tại nơi hoang vắng. Hana với khao khát sống mãnh liệt, cố hết sức lên đi tìm sự trợ giúp. May mắn tìm được đồ y tế trong hành lý của một nhóm dã ngoại, cô tự mình sơ cứu vết thương sau đó lấy luôn xe của họ tiếp tục lên đường. Katy vừa lẻn vào nhà Hana thì gặp đúng lúc hai bố con cô bé về đến nơi, cô chỉ dám kìm nén cảm xúc âm thầm quan sát con gái nhỏ. Cũng may ngay sau đó hai người lại rời đi, Katy đang định lấy ảnh Lisa thì bất ngờ bị đánh lén. Khi tỉnh dậy mới biết mình rơi vào tay tên trùm. Ông ta muốn tìm hiểu kỹ về quá khứ thật sự của Hana. Thông qua Katy, ông ta mới biết Hana chính là tên gián điệp năm đó.
thì ra phi vụ bị Hana phá hỏng là do ông ta chi tiền đầu tư. Khi biết sự thật, hắn lập tức sai người xử lý Hana. Cathy lo cho con gái nên lấy số vàng ra giao dịch, đề nghị ông ta bảo toàn mạng sống cho con gái nhỏ. Hana trở về nhà với bộ dạng vô cùng thê thảm. May mắn chồng cô làm bác sĩ nên nhanh chóng giúp cô xử lý vết thương. Sau khi xong việc, cô liền cầu xin anh chồng đưa con gái tạm thời trốn đi nơi khác. Tiếp đó tiêm cho mình một mũi tăng thể lực rồi trốn đi. Không ngờ chạy rất xa rồi vẫn đụng độ người của băng đảng. Cũng may chúng toàn sát thủ đánh lẻ nên không khó đối phó. Mãi lâu sau cô mới thoát khỏi hoàn toàn tầm kiểm soát của đám lính đánh thuê. Khi cảm thấy an toàn, Hana mới tìm cách liên lạc với chồng mình. Không ngờ điện thoại lại đang ở trong tay Cathy, thì ra hai bố con đã rơi vào tay chúng. Một tên đưa điện thoại cho Cathy yêu cầu cô dụ dỗ và giao nộp Hana để đổi lấy con gái nhỏ. Đương nhiên Cathy không phải kẻ ngốc, cô biết thừa nếu bắt được Hana thì chúng cũng sẽ không tha cho họ, vậy nên đã chủ động liên lạc và yêu cầu Hana kết hợp giải cứu Lisa. Dẫu sao mục tiêu của hai người đều là muốn Lisa được bình an và hạnh phúc, Hana giả vờ bị Cathy lừa đến chỗ tên trùm. Sau đó nhân lúc bọn chúng không phòng bị liền ra tay khống chế hai tên bên cạnh, không ngờ ông ta không chút do dự bắn thẳng vào ngực hai tên kia. Ngay lập tức cuộc chiến không cân sức nổ ra, phía băng đảng quá đông mà đạn trong súng hai người lại có hạn. Nếu cứ rằng co như vậy cuối cùng khả năng sẽ chết hết, Hana nảy ra ý định sẽ làm mồi nhử dụ chúng đến nơi khác để Cathy giải cứu hai bố con. Không ngờ chưa kịp hành động thì Cathy đã chạy ra trước, cô dụ chúng đến khu vực đựng dầu, sau đó bắn nổ khiến tất cả đám sát thủ đi chầu Diêm Vương. Bản thân Cathy cũng không thoát khỏi việc chung số phận, Hana cố nén nỗi cắn dứt xử lý nốt những tên còn lại. Sau đó lèn vào văn phòng tên trùng cùng hai bố con Lisa, dùng súng uy hiếp ông ta thả hai bố con ra ngoài. Lúc này trong lòng cô có chút không nỡ ra tay vì nghĩ đến con trai ông ta. Không ngờ ông ta lại chọn nhặt súng lên trước. Có điều cô nhanh tay hơn thành công kết thúc mọi chuyện. Sau khi trải qua sinh tử lần này, Hana đã có thể sống thật với chính con người mình trước mặt chồng con. May mắn rằng hai người cũng hết lòng yêu thương và thấu hiểu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye!